Đường lên cột cờ khá dốc, tôi đang phải chạy với tốc độ 20 cây số một giờ. Thế nghĩ đường lạ thì các bạn cũng nên chạy chậm như vậy để đảm bảo an toàn, chứ tốc độ nhanh cũng không nói lên điều gì cả. Và có những cái góc cua tay áo, và đêm qua là nếu mà không cẩn, đêm qua nếu mà chạy mà không đàng hoàng là sáng nay cũng ngồi là gỡ khô bò rồi đó. Kia là con cờ lũng thú và dưới kia là một cái thung lũng. Và đây là núi. Ok, ra đến đây rồi thì sáng nay các cô bé ở nhà nghỉ, cô ấy nói cô ấy không có tiền lẻ, và tôi đứng đó thì trả tiền thì cô ấy không có tiền lẻ. Cô ấy nói là cái gì you waiting, cái gì gì đó. Ok, tôi là người Việt, đừng nói tiếng Anh với tôi. Vườn mây trên tay bên đỉnh núi cao, có tiếng chim vang đâu đây gọi bầy, đùa ngon lao bay trong gió mơn man lưng đèo gọi tiếng. Hết rồi. Ăn mì hả? Rồi làm cho bát mì. Vâng. 30 rồi. 30.000 Việt Nam. Lên chơi à? 30.000. 30.000 Việt Nam. Tốt quá rồi. Hú, tại kỳ này hơn tao rồi. Ít tại kỳ là hậu cho ta đi. Điều ngon ngon hơn rượu Việt Nam. Trứng Việt Nam nấu bằng gì anh? Nấu bằng gạo. Ủa, gì nấu thế này? Gạo nhưng mà biết làm thì ấy, không biết làm thì nó ấy, nhỏ cháy nha. Ở trong Nam chỉ uống bia thôi. Vâng. Ở trong Nam rượu nấu uống không được. Vâng. Uống đi, làm chén nữa. Dạ. Thì thấy gạo tôi dữ luôn. Ừ, đó là cho đi hậu ít biết. Cảm giác lên đây, mặc dù là ăn mì thôi, nó không phải là đặc sản của người Mông. Thì theo bố kêu bên này là ở đây là dân tộc người Mông thì ăn mì và uống rượu ngô. Thắng cố mình ăn không được. Thắng cố ăn không được, nhìn khiếp quá ăn không được. Uống rượu ngô và ăn mì thôi. Miền Nam mình bên trên đấy này. Cũng vừa ăn cái này đâu, vừa thần tay cũng ăn được. Tay khi càng vướng vô lớn lớn trên từng mơ.
lớn lớn chưa từng nghe lời ca em thêm càng xa.